Mới đây, bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 70 tuổi, nhập viện trong tình trạng hoang mang, lo sợ, cảm giác vướng và đau nhức ở vùng cổ do nuốt phải dị vật lúc ngủ. Theo lời người nhà bệnh nhân kể lại, cách đây vài ngày, bệnh nhân bị ho nhiều nên đã tự ngậm một viên đá không rõ nguồn gốc, được quảng cáo là có thể chữa bách bệnh. Khi đang ngậm, vô tình bệnh nhân ngủ quên và nuốt luôn viên ngậm. Khi tỉnh dậy, thấy cổ họng vướng nên bệnh nhân đã đến bệnh viện để thăm khám. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, sau khi thăm khám và chụp x quang, các bác sĩ thấy có dị vật cản quang, kích thước là 2 cm ở thực quản. Bệnh nhân được chỉ định nội soi thực quản dạ dày để gắp dị vật ra ngoài. Theo thạc sĩ bác sĩ Vũ Ngọc Huyền, trưởng khoa thăm dò chức năng, là người trực tiếp tiến hành nội soi thực quản dạ dày, gắp dị vật cho bệnh nhân. Cái khó của ca bệnh này là dị vật mà người bệnh nuốt phải to, góc cạnh, trơn nên rất khó để gắp ra. Các bác sĩ phải rất khéo léo mới gắp được dị vật ra khỏi đường tiêu hóa, không để dị vật đi sâu vào trong cơ thể. Bác sĩ Huyền cũng cảnh báo người dân không nên tự ý sử dụng hoặc ngậm các vật có hình dáng tròn, cứng, trơn dễ gây hóc do nuốt phải. Các vật này có thể kẹt lại đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp, nguy hiểm nhất là dị vật đường thở có thể gây ngừng thở, ngừng tim nếu không được phát hiện và xử lý cấp cứu kịp thời trong trường hợp hóc dị vật đường tiêu hóa người dân cần đến ngay cơ sở y tế có trang bị phương tiện nội soi thực quản dạ dày để mau chóng lấy dị vật ra đúng cách không nên tự ý dùng tay móc dị vật ra ngoài khiến dị vật chui sâu vào trong đường tiêu hóa hoặc gây nên hiện tượng chảy xước đường tiêu hóa